À, chào các bạn nhé. Nay đi bãi được như đây các bạn. Hai cái trục thì lấy cho anh khách nha. Hai trục xịn phi 30 nha. Hai trục phi 30 lấy gửi khách. Cái tiếp theo là một cái bộ này. Bộ này nó hai trục nha các bạn. Nó hai trục nè. Nó xài hai con động cơ bước 5 pha nha. Một trục á, là sẽ đưa ra nha, thọ ra thuộc vào. Đó. Tối nay rảnh thì mình sẽ ráp vô cái bo điều khiển ba trục á, mình sẽ test cho các bạn coi nha. Nha. Đó, một cái thò ra thuộc vào. Thò ra thuộc vào đúng không? Đó. Nó đều có một cách hành trình hết nha, toàn bộ có đầy đủ hết. Một trục này á nó sẽ quay nha, nó sẽ quay. Đó. Quay. Nó quay thì không được 360 độ các bạn. Nó có cái này nè, nó giữ lại nè. Các bạn tháo ra nha. Tháo cái jack này ra để xoay 360 độ nha. Đó. Nè, xoay mở ra. Nè. Trục này thì cũng nói chung cũng tương đối cứng vững nha các bạn. Trục này cỡ 12 á, tương đối cứng nha. Thực hiện được một số thao tác nhất định. Cái này nhôm nè. Thì một thao tác dễ nhất á, mình hãy thấy á, là nó sẽ gấp thả nha. Này dựng ngược lại ha, nó gấp xoay qua đây thả ha. Xuống gấp nè, dỡ lên xoay qua thả, dựng ngược lại nha. Đó. Nó sẽ hạ xuống nha, hạ xuống nó gấp gấp xong rồi quay qua kia thả. Hoặc là khách nào tùy nha, có chế ứng dụng gì thì chế. Hoặc là mở bỏ cái này luôn ha. Cho mở bỏ cái chốt này luôn, cho nó xoay 360 độ nha. Đó. Để taro các bạn, taro nha, xuống taro xong rồi lên đúng không. Cái trục quay này nè, nó sẽ quay cái vòng quay để taro nha, quay vào taro. Còn cái trục này thì nó sẽ nhiệm vụ là xuống lên nha, xuống lên xuống lên. Và với cái cụm này á, các bạn taro M6 đổ lại là thoải mái nha, M8 mình nghĩ cũng được nha. Với cái lực kéo hiện tại của đầu của cụm này, với cái độ cứng vững của cụm này, các bạn taro tầm M6 đổ lại ngon là ngon ha. Taro tốc độ luôn các bạn. Ngoài taro thì có thể làm một số ứng dụng khác nha. Rất là cứng nha, thép ha, nhôm taro. Thì cái bộ bo ba trục đó, mình có thể lập trình taro thoải mái nha các bạn nha. Lập trình taro thoải mái với lệnh lên G81 á, G81, G82, G83 gì đó. Một số lệnh taro. Ok, chiều nay rảnh mình sẽ làm một số cái ứng dụng liên quan nha. Có thể là taro hoặc là khoan hay là các ứng dụng mà nhôm các bạn, nhôm đúc nha. Khung nhôm đúc. Các bạn bắt lên trục xét á. Nhìn vậy chứ rất là cứng cáp nha. Taro hay làm các ứng dụng mà nhỏ đó thì khỏe. Cụm này hiện tại mình bán là hiện tại á, bên bãi còn 1-2 cụm chứ không có nhiều nha. Khách nào mua thì mình bán 800 bao ship, 800 bao ship. Chỉ riêng hai động cơ thì cũng đã 300 rồi các bạn. Tiếp theo, cái này mình giao khách. Giao khách nhưng mà cũng giới thiệu thêm một cặp cáp này lấy riêng cáp cho cái màn hình của cái CPU các bạn. Một cái tay đầu điều khiển trục, cái này điều khiển cẩu trục cũng được nha, điều khiển cẩu trục cũng được, hàng mới chưa xài đó, hàng mới chưa xài. Điều khiển cẩu trục dây thì dài cỡ 3 mét nha. Jack thì nó ra đủ hết. Điều khiển cẩu trục đầu tiên á là cái núm này. Cái núm này là nó bật tắt hai chế độ nha. Một chế độ, hai chế độ. Đó. Còn này con nút khẩn cấp. 1 2 3 4 5. Cái này thì tùy mỗi khách nha. Tùy mỗi khách sẽ có một ứng dụng khác nhau. Cái này để mà gài, để dắt lên các bạn.
Ví dụ như khách nào mà chế bộ xoay cẩu á, cái này xoay qua xoay lại nè, xoay qua xoay lại nè. À, còn đây là lên xuống nè, lên xuống, lên xuống, lên xuống cho một tay nha. Còn khách nào cần cần nó gấp đôi á thì mình chuyển qua chế độ này, chuyển qua chế độ này nhé, khẩn cấp, quá ngon luôn. Cái này khách nào lấy lẻ một cái thì 550k nha, còn lấy hai cái thì 900, cái 900. Hoặc là khách nào lấy lẻ thì 450 cũng được bạn.